Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lực Huyền Bí. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị và các bạn thành công trong cuộc sống. Các bạn thân mến, kênh Lê Lực Huyền Bí là kênh mà chuyên đăng tải các cái nội dung về tâm linh, về huyền bí, về tử vi, về tướng số. Và trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì kênh Lê Lực Huyền Bí sẽ chia sẻ với các bạn trong 3 năm tới thì những con giáp sau đây sẽ sở hữu khối tài sản lớn, cuộc đời lên hương thành đại gia số má. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ mình. Sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía dưới để luôn nhận được những video mới nhất từ ban biên tập của chương trình. Và ngoài ra, sau khi xem xong, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy hoan hỷ chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết để cùng tham khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Trong 3 năm tới thì những con giáp sau đây sẽ sở hữu khối tài sản lớn, cuộc đời lên hương thành đại gia số má. Thì đây chính là ba con giáp may mắn đổi đời, mã đáo thành công, song hỷ lâm môn, tậu nhà lầu xe hơi trong 3 năm tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là con giáp luôn chịu thương chịu khó trong cuộc sống, vì vậy họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong công việc làm ăn của mình. Cuộc sống của người tuổi Ngọ vì thế họ sớm hoàn thành một số các cái mục tiêu cá nhân và họ vẫn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được những cái ước mơ khác. Tử vi học cho biết rằng thì trong 3 năm tới thì người tuổi Ngọ sẽ có khả năng và năng lực làm việc của họ ngày càng trở nên tiến bộ và ý chí cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuổi Ngọ vị trí số 1 ngôi sao đẹp quy tụ sẽ khiến 3 năm tới của những người tuổi Ngọ có cuộc sống vô cùng viên mãn và họ có cơ hội phát triển, tiến bộ trong công việc, trở thành đại gia. Thứ hai đấy là người tuổi Mão. Cuộc sống của người tuổi Mão luôn sống tình cảm. Người tuổi Mão sinh ra không có quá nhiều tham vọng. Cuộc sống của họ luôn bình yên, ít gặp sóng gió. Theo tử vi học của người tuổi Mão trong 3 năm tới sẽ thăng hoa vô cùng tốt đẹp, giúp họ gây dựng sự nghiệp vô cùng vững chắc, thăng tiến vượt bậc. Cuộc sống của người tuổi Mão sung túc, viên mãn, tiền tiêu không phải suy nghĩ gì sau 35 tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Mão hãy cố gắng theo đuổi những gì mình yêu mến, đừng vì thành công sớm mà từ bỏ đi đam mê của mình. Bởi tử vi của người tuổi Mão sẽ có nửa đời còn lại sẽ tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ. Con giáp thứ ba đấy là người tuổi Dậu. Thì theo tử vi trong 3 năm tới thì người tuổi Dậu sẽ đi đến thành công vô cùng viên mãn trong cuộc sống. Họ đi tới đâu cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thăng hoa, có nhà lầu, xe sang, cuộc sống gia đình như ý trong 3 năm tới. Thì từ năm 35 tuổi trở đi thì người tuổi Dậu sẽ gặt hái được những bước đột phá mới trong công việc, thăng quan, tiến chức, lãnh đạo nhiều nhân viên. Cuộc sống của người tuổi Dậu vạn sự như ý. Tử vi của người tuổi Dậu luôn có nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng người tuổi Dậu sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Bởi họ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới tương lai tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, cái thông tin này cũng chỉ mang tính chất là tham khảo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, các bạn vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình ở bên dưới của video thì ban biên tập sẽ phản hồi lại với các bạn trong cái thời gian mà sớm nhất. Nếu các bạn là những người đầu tiên đến với Lê Lực Huyền Bí hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh Lê Lực Huyền Bí thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ ban biên tập của chương trình. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.